Các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với cái bài học tiếng Anh của chúng ta. Sở dĩ chúng tôi có hai cái video để ôm cho các bạn để chúng ta tiếp thu được những gì mà chúng tôi dạy chính thức trong cái chương trình của chúng tôi. Vừa rồi là chúng tôi đã ôm cho các bạn một số từ rất là cơ bản trong tiếng Anh. Chúng ta nhìn lên bảng, vừa rồi chúng ta có cái cột số 1 là những đại từ. Đại từ là từ đại diện thôi các bạn ạ. Khi chúng ta muốn nói chúng tôi thì chúng ta có một từ đại diện cho chúng tôi ở đây là we. Khi chúng ta muốn nói tôi, chúng ta có một từ đại diện cho tôi ở đây là I. Như vậy đây cái cột một bên này chúng ta gọi là đại từ. Và các bạn phải nắm lòng những cái từ này. Học tiếng Anh mà những cái đại từ này mà chúng ta quên thì chúng ta chắc chắn chúng ta không thể nói tiếng Anh được. Và bên cạnh đó là cái cột thứ hai. Cột này gọi là possessive adjective, tức là sở hữu tính từ. Tức là những cái từ bên này là cái từ chỉ sở hữu của những từ bên này. Ví dụ chúng ta có you là bạn, là đại từ. Và chúng ta có your là của bạn. Chúng ta có từ she là cô ấy, cô ta, chị ta. Chúng ta có từ her là của cô ấy, của cô ta, của chị ta. Như vậy đây, cột thứ hai bên này là những cái từ mà chỉ sở hữu của những đại từ bên này. Các bạn lưu ý cho. Ví dụ chúng ta nói my là của tôi. Bây giờ nhà của tôi chúng ta sẽ nói là my house. My house. My house là nhà của tôi. Bây giờ nói là xe hơi của chúng tôi thì chúng ta có cái từ our car. Our car. Như vậy những cái từ bên này là những cái từ chỉ sở hữu của những đại từ bên này. Như vậy thôi. Và các bạn cố gắng nắm những cái đại từ bên này và những cái từ chỉ sở hữu của những từ đại từ này, bên này. Và bên này là sở hữu. Chúng ta cần phải nắm vững những cái từ này để chúng ta có thể tiếp thu tiếng Anh một cách dễ dàng hơn. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là những cái bài học mà chúng tôi dạy ngay từ đầu và ôn lại những cái từ rất là cơ bản. Và các bạn cần phải nắm vững những cái từ này để trước khi chúng ta chính thức đi vào một cái chương trình mới của chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục ôn cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một vấn đề khác nữa. Như các bạn biết, trong tiếng Việt của chúng ta, tôi là, bạn là, các anh chị là, thì chúng ta chưa có là thôi. Nhưng mà trong tiếng Anh, tiếng Mỹ nó khác. Tôi là nó khác, bạn là, các bạn là nó khác, cô ấy là nó khác. Cũng là thôi mà nó có sự thay đổi trong tiếng Anh, tiếng Mỹ. Bây giờ chúng ta hãy nhìn lên những đại từ này. Chúng ta có từ ai là tôi. Bây giờ tôi là thì chúng ta sẽ nói là I am. Như vậy I am là tôi là. Bây giờ nói bạn là, các bạn là thì chúng ta sẽ có là you are. Bây giờ chúng ta nói chúng tôi, chúng ta là thì chúng ta sẽ có là we are. Chúng ta có từ he, anh ấy. Anh ấy là thì chúng ta sẽ nói là he is. Và chúng ta có từ she, cô ấy. Bây giờ nói cô ấy là, chị ta là, bà ta là thì chúng ta sẽ có là she is. Bây giờ chúng ta có đại từ kế tiếp là it là nó. Nó là thì chúng ta sẽ nói là it is. Và cái đại từ cuối cùng là they. Bây giờ họ là, chúng nó là thì chúng ta sẽ có là they are. Như vậy cũng là thôi. Nhưng mà người Anh, người Mỹ nó nói khác nhau. Tôi là nó khác, cô ấy là nó khác, và chúng nó là nó khác. Như vậy chúng ta cần phải lưu ý nó có sự khác biệt. Như vậy bây giờ có một cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần làm sáng tỏ như thế này. Ví dụ chẳng hạn là chúng ta nói là Mary and Helen là thì chúng ta sẽ có như thế này. Mary and Helen.
Mary và Helen thì chúng ta sẽ nói Mary and Helen are. Như vậy chúng ta dùng are để chỉ cho khi chúng ta kêu tên trực tiếp hai người, danh từ riêng của hai người nào đó. Ví dụ Mary và Helen thì chúng ta chia đây là are, là. Như vậy bây giờ tóm lại, chúng ta có cái từ em này đi với đại từ nào? Em này đi với đại từ ai thôi? Ai? Như vậy khi chúng ta muốn nói tôi là thì chúng ta sẽ nói I am. Chúng ta không thể nói I are hoặc là I is được. Như vậy I chỉ đi với em thôi. Bây giờ chúng ta có chữ are này đi với đại từ nào phía trước này thì are sẽ đi với những đại từ là you, bạn hoặc là các bạn, we, chúng ta hoặc chúng tôi, they, họ hoặc là chúng nó, hoặc là danh từ riêng từ hai người trở lên. Danh từ riêng hai người trở lên tức là chỉ số nhiều đó các bạn, chỉ số nhiều. Và cái is này đi với đại từ nào? Is này đi với his, he, đi với she, đi với it, đi với it. Như vậy is này là đi với những đại từ nè, he, she và it. Như vậy chúng ta cần phải lưu ý, cũng là thôi nhưng mà trong tiếng Anh nó nói tôi là nó khác, bạn là, các bạn là nó khác, anh ấy là, cô ấy là nó khác. Chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta cần phải nắm rõ những cái là này trong tiếng Anh. Và những cái em, cái o, cái y này, người ta gọi ba hình thức này là nó là thuộc động từ to be. To be, to be là động từ. Và động từ to be này nó có ba hình thức này là các bạn: am, is và are. Như vậy to be này, khi chúng ta muốn nói đến to be, nó có nghĩa là, thì nó có ba hình thức như thế này: am, is, are. Và để nó đi với những cái đại từ này, đi những đại từ này và chúng ta cần phải nắm vững cái động từ to be này nó có ba hình thức như vậy, và nó đi theo với những đại từ này chúng ta phải chọn như tôi đã trình bày với các bạn đây: em đi với đại từ nào, are đi với đại từ nào và is đi với đại từ nào. Như vậy vừa rồi chúng ta đã làm quen với cái là đi với những đại từ nào trong tiếng Anh. Bây giờ chúng ta qua một cái vấn đề khác nữa. Ở đây chúng ta có từ I am là tôi là. Bây giờ chúng ta nói tôi không phải là, thì câu này chúng ta muốn nói là câu nói không hay là câu phủ định? Câu nói không hay là câu phủ định? Ví dụ I am là tôi là. Bây giờ tôi không phải là, thì các bạn chỉ việc thêm chữ not sau cái động từ to be này. Sau cái động từ to be. To be, to be thì gồm có am, is và are. To be nó gồm có những cái đó các bạn, và nó đi theo những cái đại từ phía trước này. Và người Anh, người Mỹ đã nói theo cách của họ. Thì chúng ta khi nói đến to be thì các bạn phải để ý đến to be là nó gồm ba hình thức này là am, is, are ở thì hiện tại. Như vậy bây giờ chúng ta nói I am là tôi là. Bây giờ nói tôi không phải là thì các bạn chỉ việc thêm chữ not đi phía sau cái động từ to be đó. Ví dụ I am not. Bây giờ bạn là, bây giờ bạn không phải là thì chúng ta sẽ nói là you are not. Bạn không phải là, hay là các bạn không phải là.
Bây giờ chúng tôi là we are. Bây giờ chúng tôi không phải là, thì chúng ta sẽ we are not. Bây giờ he is. Anh ấy là, bây giờ anh ấy không phải là he is not. Cô ấy là, thì bây giờ chúng ta nói cô ấy không phải là thì she is not. It is not. Và chúng ta cũng làm thêm not sau những cái động từ to be cho những phần còn lại. Ví dụ they are not, họ không phải là, hoặc là chúng nó không phải là. Và Mary và Helen không phải là, thì chúng ta sẽ có là Mary and Helen not. Như vậy ở dạng câu nói phủ định, hay nói cách khác là câu nói không đó các bạn, thì chúng ta chỉ việc thêm chữ not sau cái những cái động từ to be đó, sau những cái động từ to be này nè, đi với những đại từ này. Chúng ta chỉ như vậy. Khi ở dạng câu nói không hay câu nói phủ định thì chúng ta thêm not. Người Anh, người Mỹ là quy định, người ta nói như thế. Thì chúng ta phải lưu ý cho. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại. Vừa rồi chúng ta đã làm quen với câu phủ định trong tiếng Anh đi với động từ to be. I am là tôi. Bây giờ nói tôi không phải là thì I am not. Bây giờ tôi có phải là, thì đây là dạng câu hỏi. Thì người Anh, người Mỹ người ta quy định như thế này. Khi mà muốn nói ở dạng câu hỏi mà đi với động từ to be thì chúng ta chỉ việc lấy cái am, cái are, cái y này chúng ta đưa lên đầu câu thì chúng ta sẽ có câu hỏi. Các bạn theo dõi câu đại từ thứ hai này là you, là bạn. You are là bạn là. Bây giờ bạn không phải là, you are not. Bây giờ bạn có phải là, thì đây là dạng câu hỏi. Thì người ta quy định, người Anh, người Mỹ người ta quy định là chúng ta chỉ việc lấy cái o, cái em, cái y này chúng ta đưa lên đầu câu là chúng ta có câu hỏi. Bây giờ chúng ta lấy cái này thì chúng ta sẽ có như thế này. Đặt câu hỏi chúng ta sẽ nói như này là Are you? Ví dụ, are you a teacher? Bạn có phải là một thầy giáo, cô giáo không? Hay bạn có phải là một giáo viên không? Một giáo viên không? Như vậy, ở dạng câu hỏi thì chúng ta chỉ việc lấy cái động từ to be, chúng ta đưa lên đầu câu, thì đưa lên đầu câu thì chúng ta có như thế này. Và bạn có phải là gì đó không? Ví dụ ở đây là a teacher là một giáo viên, một thầy giáo, một cô giáo. Bây giờ nói là chúng tôi là, bây giờ chúng tôi có phải là, thì chúng ta cũng đưa cái o này lên đầu câu thì chúng ta sẽ thành lập câu hỏi là are we gì đó ha. Chúng ta gắn một cái đại từ, một cái danh từ nào đó đi phía sau đó. Bây giờ he is là anh ấy là. Bây giờ anh ấy có phải là thì chúng ta sẽ có ở dạng câu hỏi, câu nghi vấn là is he. Tương tự như vậy, thì chúng ta cũng có là cô ấy có phải là is she. Nó có phải là thì chúng ta sẽ có là is it. Và họ có phải là thì chúng ta sẽ có là are they. Và cuối cùng là Mary và Helen có phải là, thì chúng ta sẽ viết như thế này các bạn. Are Mary and Helen cái gì đó, vân vân ha. Còn này là sao? Tôi có phải là thì các bạn sẽ chuyển lên đầu câu cái động từ to be đi với ai đây là em, thì chúng ta chuyển lên là am I cái gì đó ha. Thì chúng ta có ở dạng nói, ở dạng câu hỏi hay là câu nghi vấn. Như vậy tôi nhắc lại, ở đây chúng ta có từ you are là bạn là. Bây giờ bạn không phải là thì you are not. Bạn có phải là are you thì chúng ta chuyển cái động từ to be lên đầu câu để khi chúng ta muốn nói ở dạng câu hỏi hay là câu nghi vấn.
Bây giờ cô ấy là she is. Cô ấy không phải là she is not. Và cô ấy có phải là is she gì đó. Thưa các bạn, chúng ta có dấu hỏi. Như vậy, nói tóm lại là ở dạng phủ định đi với động từ to be, am, are, is này chúng ta thêm not sau động từ to be đó. Và ở dạng câu hỏi thì chúng ta chỉ việc lấy cái em, cái o, cái y này chúng ta đưa lên đầu câu khi chúng ta muốn nói ở dạng câu hỏi hay là câu nghi vấn, như vậy thôi. Các bạn lưu ý. Và đây là những cái vấn đề rất là cơ bản mà chúng ta cần phải nắm. Như vậy vừa rồi chúng tôi đã ôn cho các bạn về cái động từ to be và một số đại từ cũng như sở hữu tính từ là những từ rất là cơ bản để mà chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong những cái bài kế tiếp. Và các bạn cần phải nắm học thuộc lòng những cái đại từ này và những sở hữu tính từ là về cách chia cái động từ to be là ở đây. Thân ái chào các bạn và các bạn nhớ đăng ký và share những cái video của chúng tôi để các bạn có thể nhận được những cái video mới nhất từ phía chúng tôi nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của chúng tôi. Chào các bạn.